Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính đây đầu đảnh lễ quý chư tôn đức và nhà sư xin trân trọng kính chào quý đồng hương các phật tử bốn phương xa gần thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ và học bài thứ 11 lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 lời đại nguyện. Mở đề: cây có cội, nước có nguồn, Phật tử chúng ta phần nhiều tu pháp môn niệm Phật để cầu sanh về tịnh độ cực lạc, thì phải hiểu biết lịch sử của Đức Phật A Di Đà như thế nào và 48 lời nguyện ra sao. Đức Phật A Di Đà có công đức rất lớn và hạnh nguyện rất quảng đại. Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta Bà này rất nhiều, muốn cho chúng sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ sanh già bệnh chết, nên Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Đà và khai thị pháp môn tịnh độ tu hành rất dễ dàng, từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường, nếu ai chuyên tu cũng đều được vãng sanh cả. Giải nghĩa danh hiệu A Di Đà. A Di Đà là dịch âm chữ Amita, hán dịch nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ nghĩa là tuổi sống lâu, không có số lượng. Vô lượng quang là ngài có hào quang sáng suốt, không lường. Lịch sử tu nhân và chứng quả của Đức Phật A Di Đà. Chỗ nhân địa của Đức Phật A Di Đà ở kiếp trước rất nhiều, không thể kể xiết, nay lượt nói. Bốn kiếp như sau: một, kiếp Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm thí dụ. Quả thành có chép Đức Phật A Di Đà kiếp trước là con của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sanh nghe, nên thành Phật hiệu là A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Hai, kinh Quán Phật Tam Muội Hải chép đời quá khứ ngài làm tỳ kheo, trong lòng kính lệ quán tưởng tướng lông mài trắng của Đức Phật Không Vương, nên được thọ ký là Phật hiệu là A Di Đà. Ba, kinh Bi Hoa chép đời quá khứ hằng hà xa kiếp trước, ngài là vua chuyển lưng tên là Vô Chánh Niệm. Ngài có một quan đại thần tên là Bảo Hải, rất giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe Đức Phật Bảo Tạng đến thuyết pháp tại vườn Diêm Phù ở gần bên thành. Ngài với quan đại thần Bảo Hải liền đến nghe và rất hài lòng. Vua phát tâm thịnh Phật và đại chúng vào vương cung cúng dường trọn 3 tháng để cầu phúc báo. Đức Phật khuyên vua nên phát Bồ Đề Tâm cầu đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Khi đó Đức Phật Bảo Tạng liền phóng hào quang sáng ngời sôi khắp cả thế giới của chư Phật mười phương cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần liền tâu với vua Vô Chánh Niệm: nay bệ hạ nhờ quay thần của Phật được thấy cả thế giới, vậy bệ hạ muốn cầu lấy thế giới nào? Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phát lời đại nguyện: cầu xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ và nhân dân của ngài đều được trang nghiêm thánh tịnh. Do nhân duyên ấy, sau ngài sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Bốn, Phật Thích Ca nói: đời quá khứ lâu xa, cách hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ. Vua cha là Nguyệt Thượng Luân Vương, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sanh ra 3 người con, người con trưởng là Nhật Nguyệt Minh, người con thứ hai là Kiều Thi La, người con thứ ba là Nhật Đế Chúng. Khi ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Thế Tử Tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi vinh quý theo Phật Thế Tử Tại xuất gia. Thọ tỳ kheo giới, Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật phát 48 lời đại nguyện rộng lớn, độ khắp tất cả 10 phương chúng sanh,
Nếu có một nguyện nào chẳng khuyên mạng, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi ấy chư thiên rải hoa tán thán, quả đất rúng động, giữa không trung có tiếng khen rằng: Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật, hiệu là A-di-đà. Như thế chúng ta biết rằng Đức Phật A-di-đà tiền thân là Thái tử Kiều Thi Ca, bỏ ngôi sang xuất gia tu chứng thành quả Phật là A-di-đà. 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Nguyện thứ nhất, lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ hai, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi sau khi thọ chung còn trở lại sa vào ba đường ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ ba, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân chẳng màu vàng tất cả, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ tư, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ năm, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có túc mạng thâm, ít nhất là biết rõ những việc trăm nghìn đức na do tha kiếp vô số kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ sáu, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng đặng thiên nhãn thâm, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn đức na do tha thế giới của chư Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ bảy, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn đức na do tha Đức Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ tám, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm thông, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh trong trăm nghìn nước na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ chín, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng đặng thần túc thông, khoảng một niệm ít nhất là đi qua khỏi trăm nghìn nước na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười một, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng trụ định tù, nhẫn đến trọn diệt độ, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười hai, lúc tôi thành Phật, nếu quan binh còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm nghìn na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười ba, lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất cũng đến trăm nghìn nước na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười bốn, lúc tôi thành Phật, chúng thanh văn trong cõi nước tôi nếu có ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng bích chi Phật đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười lăm, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thọ mạng còn hữu hạn, trừ người có một nguyện riêng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười sáu, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có người nghe danh từ bất thiện
thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 17 lúc tôi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật trong thập phương thế giới chẳng điều ngợi khen xưng danh hiệu tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 18 lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chỉ tâm tính mộ, muốn sanh về cõi nước tôi nhận đến 10 niệm, nếu không được sanh thời tôi không ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng quỷ bán chánh pháp. Nguyện thứ 19 lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát bồ đề tâm, tu các công đức nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 20 lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cội nước tôi và tu các công đức, chỉ tâm hồi hướng muốn sanh về cội nước tôi, nếu chẳng được tội nguyện thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 21 lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cội nước tôi tất cả chẳng đủ 32 tướng đại nhân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 22 lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, của cánh đều huyết đến bậc nhất sanh bộ xứ, trừ người có bộ nguyện riêng tự tại quá hiện, vì chúng sanh mà phát hoàng thể nguyện, tu các công đức độ thoát mọi loài, đi khắp thế giới tu Bồ Tát hành, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sanh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hành của các bậc thông thường hiện tiền tu tập đại nguyện của Phổ Hiền. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Quyền thứ 23 lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cội nước tôi thừa thần lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật, trong khoảng thời gian một bữa ăn, nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 24 lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi khi ở trước thập phương chư Phật hiện công đức của mình, muốn có những vật cúng dường, nếu không được như ý muốn, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 25 lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi không được nhất thế chí, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 26 lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi chẳng điều được thân kim cương na la diên, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 27 lúc tôi thành Phật, thì trong cõi nước tôi tất cả đồ dùng của nhân thiên hình sắc đều sáng đẹp sạch sẽ rất tột vi diệu, không có thể tính biết, dầu là người được thiên nhãn, nếu có người biết danh số các đồ và cái được rõ ràng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 28 lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước tôi dầu là người ít công đức nhất, chẳng thấy biết được cội cây đạo tràng cao 400 muôn do tuần vô lượng quan sát, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Quyền thứ 29 lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cội nước tôi nếu thọ trì đọc tụng giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Quyền thứ 30 lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí huệ biện tài của Bồ Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Quyền thứ 31 lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, các nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất tư nghì thế giới ở mười phương, như là thấy mặt mình trong gương sáng, nếu chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác.
Nguyện thứ 32, lúc tôi thành Phật, trong cội nước tôi từ mặt đất tràn lên đến hư không, lầu nhà cung điện ao nước qua cây, tất cả vạn Phật đều là vô lượng chất báo và trăm nghìn thứ hương, hiệp chung lại mà thành vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ Tát các nơi gửi đến mùi thơm ấy, thời điều tu hạnh của Phật, nếu chẳng như thế trời tôi không ở ngôi chánh giác. Quyền thứ 33, lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghì thế giới ở mười phương được quang minh của tôi chiếu đến thân tâm họ, thời thân tâm họ mềm dịu nhẹ nhàng hơn thiên nhân, nếu chẳng như vậy thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 34, lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghì thế giới ở mười phương nghe danh hiệu của tôi mà không được vô sanh pháp nhận, cùng các môn thân tổng trì, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Quyền thứ 35, lúc tôi thành Phật, các người nữ trong vô lượng bất tư nghì thế giới ở mười phương vui mừng tin mến pháp Bồ Đề Tâm, nhằm ghét thân gái, nếu sau khi mạng chung mà còn làm thân người nữ nữa, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Quyền thứ 36, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghì thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi vẫn thường tu phạm hạnh, mãi đến thành Phật, nếu chẳng được như thế thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 37, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong vô lượng bất tư nghì thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi cúi đầu đảnh lễ, nâng bốc gieo xuống đất vui mừng tin mến tu Bồ Tát hành, thời chư thiên và người đời đều kính trọng người đó, nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 38, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cội nước tôi cũng có y phục, thời y phục tốt đúng pháp liền theo tâm niệm của người đó mà đến trên thân, nếu còn phải cắt mai nhuộm giặt thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 39, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cội nước tôi hưởng thọ sự vui sướng không như vị lậu tận tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 40, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, thời liền được thấy rõ cả nơi trong cây báo đúng theo ý muốn, như thấy mặt mình trong gương sáng, nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngôi chánh giác. Quyền thứ 41, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó nhận đến lúc thành Phật mà các căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Quyền thứ 42, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, thải đều được giải thoát tam muội, trụ tam muội đó trong khoảng thời gian một niệm cũng dường vô lượng bất tư nghì chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất chánh niệm, nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngôi chánh giác. Quyền thứ 43, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung thác sanh nhà tôn quý, nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 44, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi vui mừng hớn hở, tu Bồ Tát hạnh tròn đủ công đức, nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 45, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi đều đặn phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến lúc thành Phật thường được thấy vô lượng bất tư nghì tất cả chư Phật, nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 46, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy, nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 47, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng được đến
bực bất thối chuyện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 48, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhất âm hưởng nhận, ở nơi Phật Pháp chẳng liền được bậc bất thối kiện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Kết luận, nói tóm lại lịch sử Đức Phật A-di-đà với 48 lời đại nguyện công đức của Phật A-di-đà rất rộng lớn, là do lòng đại bi đại nguyện lợi tha, Ngài đành bỏ tất cả ngôi sang cao quý nguyện tu hành khi thành Phật ở trên một cảnh giới uy hoàng trang nghiêm, để tiếp độ chúng sanh trải qua một thời gian được kết quả y báo chánh báo, xuất hiện rực rỡ như lời Ngài đã thệ nguyện. Phật tử chúng ta từ hồi nào đến bây giờ biết niệm danh hiệu Phật A Di Đà, biết được pháp môn niệm Phật cầu sanh cực lạc tịnh độ là nhờ Đức Phật Thích Ca chỉ dạy. Vậy xin khuyên tất cả Phật tử noi theo gương đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, nên phát tâm thệ nguyện lớn cầu khi lâm chung sanh về cực lạc, quá sanh từ hoa sen tu chứng lên bậc bất thối, rồi trở lại cõi ta bà quá độ bà con quý thuộc và tất cả chúng sanh tu hành đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo đây chúng tôi xin ngâm những lời thơ để sắc tấn trên bước đường tu hành do một nhà sư khất sĩ đã sáng tác. A Di Đà Phật. Gương chiếu bao la ánh sáng ngời, đưa người duyên khánh giữa dòng khơi. Đường lên qua đến Tây Phương cành, nẻo xuống ngục hình khổ lắm ơi. Khuyên khách đua chen báo tình ngộ, đeo chi cuộc thế chịu đầy vơi, sợ mau phủi hết tâm trần tùng, cửa phần nương về được thành thời. Cửa phần nương về được thành thời, pháp môn mở rộng độ cho đời. Phong trần nước cuộn ngay trời hùng, biển khổ ba đào kẻ lội bơi, đút quệ thuyền từ kề bên tùng, đổ người thoát khỏi giữa dòng
mau mau thức tỉnh đêm trường mộng. Gươm bén lưới trần sớm dựng ra. Bài thơ hồi tâm tỉnh ngộ ý vàng phát phời khắp mười phương, thức tỉnh ai ơi giấc mộng trường. Bể khổ ta bà đây già tạm bồng lai cực là thần quê hương chẳng nhớ bổn tánh trường tồn mài. Danh sách tài hoa sự bất thường, ai sớm kết duyên cùng chánh pháp, được về bái Phật ở Tây Phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính chúc quý chư tôn đức được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ Phật sự viên thành, làm một con thuyền bát nhã đưa cho tất cả buông lòi đến bờ giác ngộ giải thoát, và một làm là một tàn cây bóng mát để che chở cho cuộc đời bớt đau khổ qua những cơn phong ba bão tố. Và nhà sư xin kính chúc cho tất cả quý nhà đạo tâm Phật tử bốn phương xa gần được phước huệ tròn đầy, thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu hành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.